thành phố Thủ Đức, hớt hải lùa chó, phản ứng dữ dội khi chó thả rông bị bắt đi. Tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, khi thấy đội bắt chó thả rông xuất hiện, nhiều người dân hớt hải lùa chó chạy vào nhà, phản ứng dữ dội khi chó của mình bị bắt đi. Chiều ngày 4 tháng 4, đội bắt chó của phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đi tuần tra, vây bắt chó thả rông không rõ mõm trên địa bàn. Một người dân khóc nức nở và giành giật với đội khi chó thả rông bị bắt trong quá trình tuần tra trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Chánh. Đội phát hiện nhiều chó thả rông không rõ mõm nên vây bắt. Ngay khi thấy bóng dáng đội bắt chó, người dân hoảng hốt xua vật nuôi vào nhà, đóng cửa lại. Nhiều người còn cãi nhau với các thành viên đội bắt chó thả rông. Người dân vội ôm chó vào nhà khi thấy đội bắt chó thả rông xuất hiện. Đội bắt chó phát hiện một con chó có dấu hiệu bị bệnh dại đang được thả rông ngoài đường. Đội bắt chó thả rông vây bắt một con chó hung dữ thả rông ngoài đường sau khoảng 3 giờ ra quân. 7 con chó thả rông bị bắt, đưa về giữ tại trụ sở ban chỉ huy quân sự phường Hiệp Bình Chánh chờ chủ đến đóng phạt, theo anh Mai Hoàng Tiến, quản lý đội bắt chó thả rông phường Hiệp Bình Chánh. Đội chính thức hoạt động từ tháng 11 năm 2023, đã ra quân hơn 60 lần. Sau nhiều tháng hoạt động, đội đã bắt giữ được hơn 200 con chó thả rông. Đội sẽ ra quân bắt chó theo các điểm phản ánh của người dân. Tại phường Hiệp Bình Chánh, số lượng điểm đen về chó mèo thả rông đã giảm bớt kể từ khi đội bắt chó thả rông thành lập. Ngoài ra, ý thức của người dân về nuôi nhốt và thả rông chó mèo trên địa bàn phường cũng được nâng cao, anh Tiến chia sẻ. Nhiều lần các thành viên trong đội cũng gặp khó khăn khi người dân ngăn cản, phản ứng dữ dội, thậm chí ẩu đã tấn công các thành viên của đội. Bên cạnh đó, đôi lúc có vài thành viên bị chó cắn khi làm việc, có những thành viên đã phải tiêm đến 11 mũi thuốc ngừa dại. Những con chó nào khi bị bắt có dấu hiệu bệnh dại thì sẽ được cách ly để đảm bảo không lây nhiễm cho những con chó khác. Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 100 con chó, mèo được nuôi tại 105.700 hộ. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện đang tổ chức tiêm phòng vaccine dại cho chó, mèo. Người dân nuôi chó, mèo, người dân cần chi trả chi phí tiêm phòng 23.000 đồng một liều. Riêng người dân tại 5 huyện ngoại thành gồm Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ khi tiêm phòng vaccine dại cho chó, mèo chỉ phải chi trả 12.500 đồng một liều do được nhà nước hỗ trợ 50% chi phí. Theo bác sĩ Danh Thơm, Phó trưởng khoa khám bệnh của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 tháng đầu năm 2024, số lượt tiêm vaccine ngừa bệnh dại tại bệnh viện ghi nhận khoảng 5.300 lượt, tăng khoảng hơn 1.100 lượt so với 2 tháng đầu năm 2023. Bác sĩ Danh Thơm khuyến cáo người dân khi bị súc vật cắn, cào thì nên rửa vết thương ngay dưới vòi nước sạch 15 phút hoặc sát trùng bằng cồn 70 độ và đến trung tâm y tế để sơ cứu,